Các bạn, vùng này anh em đang tranh luận một điểm rất hay. Tức là cái điểm đang chuyển ở chỗ tay 1. Đấy, nhìn mặt bên kia thì được cái khớp này, nhưng mà mặt chơi bên này thì nó lại vẫn bị lao thẳng như này. Thì bỏ cả cái này, bỏ cả cái này. Lùi cái này tay này. Lùi tay 1 đây này. Nếu mà bỏ thế thì ông bỏ đến đây thì đau lắm. Vâng. Đúng không? Vâng, em bỏ đến đây thôi. Tầm này thôi, lùi tay 1 ở đây mà cái này là cái ngắt ngọn về này. Lùi tay 1 ở khe này này. Đóng mẹ con tay 1 này vào đây. Có hơi dễ thì đóng mẹ con tay 1 vào cái khe. Buộc vít nó vào luôn. Không, Phương cứ cắt đây đi, xong Phương phẫu, cần Phương phẫu tí đây, chích tí đây. Phương ạ, xem chích tí ra mà mày bẻ một tí để nó trông nó hợp lý hơn. Cùng cái vùng này bác, hơi khô mê. Xem có đóng được con tay vào đây. Không có chích một đoạn cũng được. Nếu mà chích đây mà chích gặp đây thì cái tay này đẹp. Đấy, nhìn cái mặt này, các bạn nhìn này. Chi, nhưng mà tay đúng không? Phương án này đang rất khó ở cái chỗ tay này. Thôi, bỏ đi. Chứ còn đương nhiên là tận dụng đấy là nó vẫn cứ bị đều đấy, vẫn bị dài đấy, thì mình cắt đây đi, mình phẫu phạt đây thì nó đỡ đi. Chứ còn nếu như mà làm theo kiểu triệt để mà thì phải cắt đau, ông kìa. Vâng. Phải thu đau. Vâng. Nuôi cái mầm ý làm cái tay hoành là cái tay hai đẹp đấy em. Giật về ông dựng thằng kia ngọn. Tiếc đéo gì năm giờ bị tít. Không phải là tiếc, nhưng mà đây là đang cho tìm ra cái hướng để tối ưu nhất. Nó ấm. Chứ đâu kể cả cắt cũng không đẹp đâu. Không phải là cắt cụt đến đây cũng chưa chắc đã phải là đẹp đâu. Bởi vì là nó lại bị cập kênh mấy cái tay này này. Ừ. Tay kia đang to đúng không? Mày cứ cắt xong mày phẫu. Nếu mày thích phẫu nó đi. Nhiều phương án vẫn chém cái ý đúng không? Chứ còn đương nhiên cái tay này giờ nó đang đấy, bị phương án anh em vẫn chém cái vùng ở giữa dài. Do cái đoạn từ phía trong thân ra là cả một cái hướng cành nó đơ quá. Đến ngắt cái đoạn này để có cái đoạn chuyển. Cái chạc đang trông cái này nó xa, cái kia ra trông để... Bên mặt đấy thôi, nhưng mặt kia vẫn bị. Thế với phương án là cái phẫu V, phẫu V của anh còn gì? Phẫu một tí thì nó mới được. Phẫu tí thì nó khá. Chuyển khẩu đấy, nó thành chuyển đấy, đúng không? Cắt này thành cái chuyển, cái này chuyển. Đằng này thì chuyển, nhưng đi đằng ý này đéo chuyển. Thế. Nếu mà phẫu rồi phẫu tít ở phía trong này bác bao vùng này đúng không? Không phẫu được. Phẫu nó lại bị co cái này thì khép thân không diễn được. Tức là cái này giờ mình đang tận dụng thì cái đoạn này nó đang bị đều, nó bị dài quá nhỉ. Đấy. Đây nó có cái mầm ở đây đấy. Mình ngoắt ngọn đây đấy, cho phát ấy nữa. Đó, nó đỡ rối. Nó đỡ bị cái này dài quá. Sửa chữa thì nó có những cái sẵn rồi, đâm ra là nó lấy cái mầm trong này hay hơn không? Kém cái sẵn. Kệ nó, đây là mình đang định hướng ở cái khu này. Tức là về sau tôi một cái cành ra để làm bông ở đấy. Ừ, thì là bông đây ở giữa cái thêm đỡ dài. Nó không đẹp, khó đẹp, mình vẫn cứ tận dụng thì không bao giờ được không như ý được thế. Cắt con mẹ anh đây lấy cái mầm lại không được mà ngoắt lên đằng nào công lùi cho nó to. Không phải là công mà cái tối ưu nó lại còn xấu hơn chứ không phải là cắt đi mà đẹp mà chỉ mất công nuôi không ấy. Đấy, các bạn thấy không, mỗi một cái điểm này mà khoai đi còn được nhưng mà... Đấy, cái điểm ấy anh Phương anh phẫu thành một cái hướng chuyển mới bên sang này hẳn phía đẹp. Ăn và bên phía bên này là đẹp nhưng bị bên này là ai
thì bên này nó vẫn cứ vút chân câu này. Đây, kết quả. Anh đi lấy xỉ than luôn.